như ba bảo là có thả cả thuốc phi à? Dạ, đây tàn tiêu hồng không ạ? À, đây tiêu hồng ạ? À? Dạ. Ô, thế là để ăn đấy hả? Dạ. Nuôi để ăn là tiêu hồng, chứ không phải cái vàng nữa cả nhau ạ. À, thế thì ba cháy. Vừa được ngắm cá, vừa được chơi, là có cái lối đi kia là mới hay kìa. Nhiều nhá. Đài phun nước, đủ kiểu ông văn nghệ sĩ lắm. Có cả cô gái đứng tưới nước ở dưới kia lấy bình. Thằng cu đứng đái bậy kìa đấy. Chép đỏ chứ phải điêu hồng không? Dạ, đây là chép đỏ và điêu hồng không? Dạ, chép đỏ và điêu hồng. Thế cái lối để thông nước đâu em? Dạ, bên kia. À, nước vẫn thông ra ngoài ấy hả? Dạ, làm cái đường thông xuống mương đúng không anh? Ừ. Trong cảnh mương đúng không anh? Tay chơi đấy, vừa chơi vừa đấy, hay đấy. Chủ yếu là người Chăm sinh sống của thành phố Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận. Huy. Đó anh thì chắc là đó là Huy. Thằng em là Hoàng. Huy Hoàng. Sợ lại bố nó là Hoàng, ông lại nói nhầm rồi mẹ. Ai? Lúc bố nó bắt ông, nó cái con em ông ấy, nó hỏi lại mà. Huy. Huy, đây là thằng Huy chứ. Huy, thì này là cả. Ô, nó cả. Ừ. Nó chắc chỉ khoảng tám mấy đúng không? Thằng út thì là Hoàng, lấy vợ ở Hải Phòng. Xin lỗi, mẹ tưởng là con này về Hải Phòng. Kia lấy vợ ở Hải Phòng. Ở đây. Sài Gòn. Cái cây gì đây nhỉ? Đây là cây gì? Giống cái đầu tiên hả? Đúng không? Đúng không? Đầu tiên là nhưng mà không có quả, chưa có quả. Trong này có đặc điểm là cái me rất nhiều. Đây me đây hả? Bây giờ nó ngay nhặt quả nó làm mứt. Me, cây me của thụ. Cách xa là không thể vào làng người Chăm. Đây có một làng này này. Đây á, đây là làng người Chăm à? Ừ. Họ bán hàng đây, đây ha. Đây là kinh dưới. Này, đặc điểm cái cây này khá là nhiều. Nhà đẹp nhờ. Cây sống kiểu như là thành phố. Chim đấy. Chim yến đấy. Nhà nó có tổ ở trên này nữa này. Chiến sĩ. Đây là
điện em được qua. Ừ. 55 năm mấy năm. Có đặc điểm này, ông nhìn cái kiến trúc này. Có cái ký hiệu cái chữ S này. Mấy ông già, bà già. Chắc nhà cộng hồng cộng đồng hả? Lẽ ra phải có một người chăm người ta giới thiệu cho. Làng này thiếu cây không ạ? Ít cây cối quá. Ở đây vùng khắc nghiệt đấy. Đây quả gì đây? Quả gì đây? Trồng seri nhỉ? Seri. Giống cây đu, cây xoan. À, nhưng chắc chắn là không phải. Ông ăn đi để tôi quay nhỡ mày. Có tèo rồi còn có tư liệu. Cây này là cây gì không có biển để tên à? Hết rồi. Nhà này khá là... là giống nhau. Đấy, một phong cách kiến trúc thiết kế, ngôn ngữ thiết kế là khá tương đồng. Cũng nghe thao hao của một làng quê Bắc Bộ. Đây, một rang chất tràm, một đường cát sỏi. Ồ, hết rồi. Đi vào cái ngõ bé này xem thế nào. Cái ngõ này tôi thấy có nét thú vị hơn. Nhìn thấy đây na này. Đây cũng na. Chắc là quả không ăn thua. Đây quả bé tí này. Đu đủ cao ngút này. Cái gì đây không biết. Quả đu đủ chín chim ăn cả, ngon phết đấy. Na thì bị con bọ. Ủ có con bò to quá. Con bò ngon đấy. Nhiều con bò. Hết à, hoa giấy ngoài sân này. Đập kệ nó. Rẽ nheo. Sài Gòn rồi, thằng Huy nó nói rồi. Các em đấy 13, 14 là đi Sài Gòn làm ăn rồi. Ăn theo Hồi giáo đúng không? Đâu. Đúng rồi. Không. Thờ là Lamô. Thờ chung vào Lamô. Đây là cái... Hồi giáo là Allah. Đây là Bà Lamô. Dân ở khu vực này này, vào Tây Nguyên này, thì đúng là đi theo di chuyển từ cái ven Indo sang đây đấy.
thời xưa. Thế nọ có chi. Đây được cái là đời sống bà con có vẻ là ổn. Ở vùng đất khác, thành phố thì không thiếu nước, nhưng vùng nông thôn miền núi thì đang khát khô hạn. Không, trang phục là mặc thường xuyên, mặc này đội mũ thế ạ. Mũ này là cái mũ của đội đạo hội này. Đấy, đây là một anh trai. À, hồng gọi tiền hẹn. Ừ, tôi đây ông ơi. Ừ, tôi đang Ninh Thuận. Oh, nó nằm nó ngủ này. Tìm gì mà. Bên cạnh này là có xinh nhỉ, xem đáng yêu nhỉ. Em ở trên này em trông à? À, em làm em trông các bạn à? Em thỏ. Con kia là con chuột chị. Chuột lang à? Con đấy để làm gì? Để làm gì chị? Con đấy là con thỏ. Con thỏ rồi, nhưng con chuột kia để làm gì? Con chuột để làm gì? Dạ. Chuột Thái á? Thái Lan á? Thái Lan á. Nhưng mà để làm gì? Nuôi chặt. Nuôi chơi cái gì? Thỏ. Thỏ đây, thỏ bé. Thỏ này là thỏ thịt đúng không ạ? Thỏ nuôi để thịt, con này để bán để người ta thịt à? Con này nuôi tiếp này.